mẹ nhé. Hôm nay thì giờ mình sẽ nấu bữa tối cho sắp nhà mình. Hôm nay thì các mẹ nấu có gì cho các bé. Hôm nay sắp nhà mình ăn tối sẽ ăn cháo cá bống, và mình sẽ nấu với rau cần ô nhé. Cái rau cần ô này thì mình đã bằm nhỏ rồi. Rau này ở trong Nam thì người ta gọi là rau cần ô, còn ở ngoài Bắc thì là rau cải cúc các bạn. Mình bằm nhuyễn ra. Cháo thì mình đã nấu sẵn và mình dây này, mình dây. Bây giờ thì nó hơi đặc, mình sẽ cho thêm vào một chút xíu nước nóng để cho cháo nó loãng ra một xíu. Cá thì mình luộc. Ở những video trước thì mình có chỉ cho chia sẻ với các mẹ một cách để cho cái cá của mình nó không bị tanh, đó là khi mình luộc thì mình cho vào một 2-3 lát gừng, nó sẽ khử cái mùi tanh của cá rất là tốt. Đối với cá bống này thì các nếu mà bé nào mà kén ăn thì các mẹ cũng có thể là mình cho một chút xíu dầu và mình bằm nhuyễn một xíu củ hành tím, mình cho vào mình phi lên. Còn bé nhà mình thì mình để ý là bé thích ăn, mình gỡ xương ra như thế này thôi, và mình chỉ để nhuyễn như thế này, mình cho bé ăn luôn chứ mình không phi lên, vì phi lên có nhiều bé không thích ăn cái cá nó hơi bị dai á, và các bé không thích. Còn rau thì mình chỉ sạch bằng lòng thôi. Bây giờ thì mình sẽ nấu cháo cho bé. Rau cải, xoăn, nói chung là tất cả các loại rau là
mà mình ăn được thì mình cho bé ăn, trừ những loại rau cứng như là bắp cải hay là su hào thì bé đang còn nó đang cứng quá thì bé không ăn được không? Đây, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một chén cháo cho bé rất là nhanh và tiện lợi. Giờ thì mình sẽ đổ ra tô cho bé ăn nhé. Hy vọng là mình vừa chia sẻ thêm một món cháo để bổ sung vào thực đơn ăn dặm cho các bé. Chúc các mẹ và các bé sức khỏe và có những bữa ăn thật ngon. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.